Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm cái clip test về cái đèn tăng sáng trên chiếc xe SH350. Thì cái mạch đèn tăng sáng này nó sẽ dùng chung cho SH Việt Nam 150 luôn nè. Nên mình làm cái clip thì nó 350 với lại là 150 thì nó dùng chung. Nó y chang nhau à, không khác. Đây là cái mạch đèn zin nè. Mình mới vừa tháo trong xe ra ha. Đây là cái mạch đèn zin trên xe. Thì đây là cái mạch đèn tăng sáng, thì nó được thiết kế là y chang như zin, không khác gì hết. Nhưng mà những con chip thì tất nhiên là nó sẽ xịn hơn. Cái mạch nó bo nó bằng đồng, nó có bàn phản nhiệt. Những con chip của nó toàn là những con chip led green, xịn hơn rất nhiều. Còn đây là những cái con chip zin xe thì cái công suất nó rất là nhỏ. Những cái vấn đề này là nên cái độ sáng nó không có đã. Thì mình thay cái mạch tăng sáng này vào thì nó sẽ giúp cho cái xe mình nó sáng hơn rất nhiều. Theo mình thì nó sáng hơn tới gấp 3 đến gấp 4 lần so với cái đèn zin. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn thấy cái clip test đèn. Thì cái xe này nó cũng làm cái nút tắt mở đèn tích hợp trên nút passing. Đó, mình chỉ nhấn giữ nút passing là tự động nó sẽ sáng đèn. Đó. Đây là cái đèn tăng sáng rồi nè, cho các bạn thấy nha. Pha cốt nó có đầy đủ, tắt với cái đèn trên trần nó thấy rõ cái độ sáng khi đi đêm. Cái độ sáng khi mà đi ban đêm nó rất là đã luôn. Cái đèn zin nó không được sáng được như vậy nha. Đây là cái đèn khi đã tăng sáng rồi nè, nó vaccine nó có đầy đủ. Đó. Nhấn giữ 3 giây muốn tắt đèn thì nhấn giữ nút passing thì nó sẽ tắt đèn. Khi mình tắt đèn thì mình vẫn passing bình thường ha. Passing thì nó sẽ sáng đồng thời là pha và code. Còn khi muốn mở đèn thì nhấn giữ 3 giây đèn nó sẽ tự động nó sáng. Thì nó không cần phải gắn công tắc rồi. Nó tích hợp trong nút passing này rất là hay. Đó, rất là tiện lợi. Quay từ trước cho các bạn thấy. SH350 ánh sáng nó rất là đã luôn. Hiện giờ là trời vẫn còn đang còn sáng nè, mình có đèn từ tủ hắt ra. Đi đêm phê lắm. Đường cắt cũng rất đẹp. Rồi, mình có rất là nhiều mạch tăng sáng cho rất là nhiều dòng xe, nên các bạn muốn tăng sáng thì cứ đến shop, mình sẽ có cho hầu như đầy đủ dòng xe đèn pha led hiện nay, Vario AB hay là Exeter Winner vân vân, có shop thì có đầy đủ ha. Các bạn nào cần muốn tăng sáng thì cứ đến shop. Rồi, xin cảm ơn các bạn.